Rồi, ai cần trứng ăn? Trứng ăn này nha. Trứng ấp rồi nha. Ăn dắp khác nhau nha. Ai càng trứng ăn trứng ấp xin liên hệ giữa 33 Sài Gòn 0778789365. Những trứng này là trứng ăn nè, trứng này không có trống, bởi vì bán ăn. Những trứng không có trống là tôi sẽ sợ nha, tôi bán ăn nha bà con. Rồi ai cần trứng ăn, ai cần trứng ăn trứng ấp xin liên hệ giữa 33 Sài Gòn 0778789365.